Hello mọi người nha, em xin chào tất cả các anh chị yêu lan nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một cái cây rất là đặc sắc và đẹp. Cây này thì nó bị héo rồi mọi người, hoa nó héo rồi mà anh chị nhìn thấy cái khuôn của nó vẫn còn giữ rất là đẹp nha mọi người. Khuôn của nó vẫn còn giữ nè. Chậu này tên của nó là A114 nha mọi người. Màu vàng lưỡi đỏ, cánh có tia, tia cũng rất là sâu. Màu đỏ của cái lưỡi này là rất là đậm nha. Hiện tại em có một chậu này chia sẻ cho anh chị được 3 lá đầu. 3 lá đầu nha, mắt mũ đầy đủ. Còn phần đuôi thì em để lại em nhân giống lên chơi. Chia cho anh chị 3 lá đầu đang hoa. Cây này là màu vàng lưỡi đỏ, màu vàng gắt lắm nha mọi người, mà hoa rất là to và thơm. Mẫu này thì cực kỳ đẹp luôn, mà tại vì em để cái điện thoại kia trong nhà em không cho anh chị coi được cái mẫu lúc mà nó nở đạt. Bây giờ nó tàn rồi nha mọi người. Thì ba hướng đầu này sẽ dính cái hoa, nếu anh chị nào chốt thì em vẫn để cái hoa cho mọi người về mọi người coi cây luôn. Nó héo, cái này nếu mà gửi tới anh chị là nó sẽ héo nha. Tại vì bây giờ là nó đã muốn tàn rồi. Nó muốn tàn mà vẫn giữ được cái khuôn mọi người, cánh chồng nha. Màu cái lưỡi màu đỏ đậm, cực kỳ đậm luôn và rất là đẹp. Thì ba lá này em chia sẻ với anh chị giá là 600.000 ba lá nha mọi người. Chia được 3 lá đầu khỏe và rất là cao. Ba lá này rất là cao nha mọi người. Cái thân của nó không là đã mọc ngang tay rồi, cái lá thì nó còn cao hơn cái thân nữa. Hiện tại thì em chia được 3 lá thôi, 3 lá là 600.000 nha mọi người. Anh chị nào mà yêu thích cái dòng này á, thì cứ gọi điện thoại cho em theo số điện thoại là 0914727162 nha, hoặc là nhắn tin bên Zalo cho em cũng được. 3 lá mắt ngủ đầy đủ nha anh chị. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt mọi người.